nhàng nhưng mà rất là năng động và cá tính với một chiếc áo phông cao cấp của GDA vừa mới ra mắt cho các chị yêu. Thì trong video ngày hôm nay thì mẹ sẽ gửi đến cho các chị gái với những cái cách mix đồ để mình có thể lựa chọn cho mình, tạo nên những cái bộ trang phục vừa có thể kết hợp đi làm đi chơi, rất là năng động và khỏe khoắn các chị gái nhá. Ở đây thì em đang kết hợp cho mình với một chiếc áo phông này mix cùng với một em quần dáng baggy 85cm của GDA ạ. Với một cái tông màu đen vô cùng là lịch sự và cực kỳ là quyền lực cho các chị gái luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 tông màu cơ bản mà GDA mang đến cho các chị yêu này. Tông màu trắng này, màu cam gạch này, màu tím than và tông màu cuối cùng là tông màu đen cho mình, để có thể lựa chọn những cái cách kết hợp khác nhau ạ, tạo nên những cái bộ trang phục công sở cực kỳ là phù hợp với lại cái thân hình cũng như là vóc dáng của mình các chị gái nhá. Và điều quan trọng nhất là với một em áo phông này của GDA đang có chương trình lì xì ạ, chỉ còn 270.000 cho một chiếc áo phông cực kỳ là đẹp như thế này. Thì tại sao chúng ta lại không sở hữu ngay cho mình trong dịp đầu xuân, và đặc biệt là sẽ được áp dụng đến 15 tháng 2 các chị yêu nhé.